mày đã nói gì? Mà tao tưởng chừng như là sấm nổ bên tai. Mày gặp hắn rồi, cũng chưa gặp ông ta. Nhưng con biết ông không phải là kẻ thù của Tiền Châu. Im nghe. Thế là tao hiểu rồi. Mày đã mắc mưu gã giang hùng Công Trứ. Mày đã không hạ thủ, mày đã nuốt lời thề. Vậy thì các nghĩa sĩ của ta đâu? Hãy đốt lửa lên, hãy nổi trong gõ mõ cho bà con tụ hội. Hãy kêu cao ngọn cờ bảo dân của chủ tướng Ba Danh. Tế cờ xuất trận bằng máu của Phan Lương. Giết nó đi! Trời ơi! Con xin quỳ giữa đất trời, cao lỗi tổ tiên. Sinh ra thằng phản bội làng quê, ông gót dài quen lại, quên Tiền Châu nhậm đắng nuốt phản bội quê hương. Nhưng trắng đen phân biệt, giết con đi cho ngàn trái không còn. Mày cấm miệng lại, bà con hãy giết nó đi. Sao không giết nó? Tại sao im lặng? Tại sao im lặng? Các người không giết nó, tôi sẽ tự sát. Cụ Giờ, nó là con của cụ mà. Không, nó là thằng phản bội, nó là giọt máu rơi, nó đã xúc người từ nhỏ. Sao chưa ai giết nó? Mà lại quỷ đi thanh gươm non trẻ sẽ cùng ta sát cánh diệt tham ta. Nàng én đừng vì một chút tình riêng mà ngăn ta không giết nó. Suốt mấy trăm qua giao dân và nơi sơn cùng quý tần, gửi vào anh đi dòng vô vàng. Không lẽ nay đứng nhìn anh nhiều xứng đáng tình nàng, nàng đừng ngăn tôi để tôi trả nợ cho xong. Phan Lương, anh phải chọn cho mình cái chết. Ngàn quả khoai hùng hành diện làm trai, anh phải đi đầu giết bọn tham tàn trả hận nghĩa binh. Không, tôi không chung sức đâu dai cùng các người một phen. Tiền Châu này cũng khói lửa tan hoàng, cái đói cái nghèo nỗi khổ đau vẫn không làm sao tránh đi được. Tôi không thể nào nhắm mắt thí thân cho một việc vô ích đã rõ ràng. Thà là tôi chết để
Sớm ta sẽ được lợi gì, hãy cốt để hạ lòng trống.